Hello, my name is Nguyễn Thị Thái Nhiên. Welcome to the lesson today. Xin chào tất cả các em. Cô tên là Nguyễn Thị Thái Nhiên. Chào mừng các em đến với bài học ngày hôm nay. Hôm nay, cô cùng các em sẽ tìm hiểu một chủ đề mới. Unit 9, English in the World. Tiếng Anh trên thế giới. Lesson 1, Getting Started. Bây giờ các em hãy chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập để chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay nhé. By the end of the lesson, you will be able to 1. Use the lexical items related to language and language use and learning. Bài học này sẽ cung cấp cho các em một số từ vựng liên quan tới chủ đề các ngôn ngữ, việc sử dụng và học ngôn ngữ. Number 2. Read and listen conversation to get specific information. Bài học này giúp các em đọc và nghe các đoạn hội thoại để tìm các thông tin chi tiết. Number 3. Broaden your knowledge about language. Giúp mở rộng kiến thức của các em về chủ đề này. Beginning, I would like you look at the picture and answer my questions. Đầu tiên, cô muốn các em nhìn vào tranh và trả lời cho cô một số câu hỏi sau. Number 1. Where are Yun and Vi? Yun và Vi đang ở đâu vậy? Yes, they are in an English club. Đúng rồi, họ đang ở một câu lạc bộ tiếng Anh. Number 2. Do you take part in an English club? Các em có tham gia một câu lạc bộ tiếng Anh nào không? If yes, do you like it? Nếu có, các em có thích nó không? The last one. Who is standing at the board? Ai đang đứng trên bục giảng? That's right. He may be a teacher. Đúng rồi. Ông ta có thể là một người thầy giáo. Now, let's listen to the dialogue to see what Yun, Vi and the teacher are talking about. Bây giờ cô cùng em sẽ lắng nghe đoạn hội thoại, xem Yun, Vi và người giáo viên này đang nói gì với nhau vậy nhé. Are you ready? Welcome to English Club. Today I'm going to do a quick quiz to check your knowledge of the English language. Question 1. Is English the language which is spoken by most people in the world? Of course it is. Incorrect. Chinese is the language which is spoken by most people in the world. Question 2. Does English have the largest vocabulary? Yes, with approximately 500,000 words and 300,000 technical terms. Yes, spot on. This is due to the openness of the English language. English has borrowed words from many other languages. Yeah, if there weren't so many words, it would be easier for us to master it. Haha, but the simplicity of form makes English easy to learn. Many English words have been simplified over the centuries. Now, question 3. Who can tell me an English word that can operate as a noun, a verb, and an adjective? I think the word subject can operate as noun, verb, and adjective. Excellent! In English, the same words can operate as many parts of speech. That's due to its flexibility. Question 4. What is the longest word in English which has only one vowel? Is it length? No, I think it's strength. That's right, V. Lastly, question 5. Who can tell me at least 3 varieties of English? American English, Australian English, and yes, Indian English. Okay, do you know the topic of the conversation? Yes, it's a language, especially English. Các em có biết chủ đề của đoạn hội thoại này là gì không? Đúng rồi, chủ đề của đoạn hội thoại này là ngôn ngữ, đặc biệt ở đây là tiếng Anh. Now, let's do the task 1A.
Read the conversation again and find the noun subadjectives simple and flexible. Bây giờ cô muốn em đọc đoạn hội thoại một lần nữa và tìm cho cô các danh từ của các tính từ sau: từ simple, đơn giản, và tính từ flexible, tính linh hoạt hay là tính mềm dẻo. Can you find them? Yes, they are simplicity and flexibility. Vậy thì chúng ta có thể tìm được danh từ của tính từ simple sẽ là simplicity, tính đơn giản, sự đơn giản, và flexible, flexibility, tính linh hoạt, tính mềm dẻo. Bây giờ chúng ta cùng lặp lại các từ này một lần nữa nhé. Flexible, flexible, flexibility, flexibility, simple, simple, simplicity, simplicity. Very good. Now, let's read the remember box. Nouns are suffering from by adding suffixes to adjectives. Two suffixes which are often added to adjectives to form nouns are nest and it. Danh từ thường được thành lập bởi việc thêm các suffixes là các hậu tố vào các tính từ. Hai hậu tố thường được thêm vào tính từ để thành lập danh từ là nest and it. For example, open. Chúng ta có tính từ open là sự mở rộng hoặc là cởi mở, và chúng ta có tính từ, có danh từ của nó là openness, sự cởi mở hoặc là sự mở rộng. Ok, now, similar. Chúng ta có tính từ similar là sự tương tự, tính từ là tương tự, và chúng ta có danh từ của nó similarity là sự tương đồng, sự tương tự. Ok. Now, let's do 1B. Convert the adjectives into nouns. You may use the dictionary. Bây giờ các em hãy chuyển các tính từ sau thành danh từ bằng cách đuôi thêm đuôi nest hoặc đuôi it. Các em được phép sử dụng từ điển. Ở đây chúng ta có các tính từ. Đầu tiên, tính từ set là bùng. Chúng ta sẽ có danh từ của nó là sadness, sadness, nỗi buồn. Tính từ dark, tối. Danh từ của dark sẽ là darkness, darkness, bóng tối. Stupid, stupid, ngốc nghếch. Danh từ của nó sẽ là stupidity, stupidity. Popular, phổ biến. Danh từ của nó sẽ là popularity, popularity, sự phổ biến. Happy, happy, hạnh phúc, vui vẻ. Danh từ của nó sẽ là happiness, happiness, sự hạnh phúc, niềm vui. Tính từ punctual, punctual, tính đúng giờ. Danh từ của nó sẽ là punctuality, punctuality, sự đúng giờ. Okay, now listen and repeat. Set, sadness. Dark, darkness. Stupid, stupidity, stupidity. Popular, popularity, popularity. Happy, happiness, happiness.
Punctuality. Very good. Now, let's find the nouns of the adjectives. Bây giờ em hãy tìm cho cô hình thức danh từ của tính từ sau nhé. Cô có tính từ careful, it means cẩn thận. Sick, ốm. Able, có khả năng, có thể. Lazy, lười biếng. Sad, buồn bã. Sensitive, nhạy cảm. Và great, tuyệt vời. À, và đây là tính danh từ của tính từ này. Carefulness, sự cẩn thận. Sickness, sự ốm yếu. Ability, khả năng. Laziness, sự lười biếng. Sadness, nỗi buồn. Sensitivity, sự nhạy cảm. Greatness, sự to lớn, sự trọng đại. Now, once you read the conversation again and choose the correct answers. Bây giờ các em hãy đọc đoạn hội thoại một lần nữa và chọn cho cô các đáp án đúng nhé. Ở đây chúng ta có tất cả 5 câu hỏi. Để làm tốt bài tập này, các em nên đọc kỹ các câu hỏi để tìm được thông tin chính. Sau đó chúng ta sẽ trở về bài đọc, đọc lướt và tìm các thông tin cần thiết. Number one, which language is most spoken as a first language in the world? A. English. B. Chinese. C. Vietnamese. Ngôn ngữ nào được nói nhiều nhất trên thế giới như là ngôn ngữ đầu tiên? Chúng ta có A. tiếng Anh, B. tiếng Trung và C. tiếng Việt. Đáp án của chúng ta sẽ là Chinese, tiếng Trung. 2. English has about words and technical terms. Tiếng Anh có khoảng bao nhiêu từ và thuật ngữ? Đáp án của chúng ta sẽ là C. 800,000. Bởi vì chúng ta thấy trong đoạn hội thoại, bạn Vi nói là tiếng Anh có xấp xỉ 500 từ và 300 thuật ngữ. Vậy tổng cộng chúng ta sẽ có là 800,000 từ và thuật ngữ. Number 3. The of form makes English easy to learn. Cái gì của cáo tạo làm cho ngôn ngữ trở nên dễ dàng hơn để học? Thì chúng ta có A. Simplicity, sự đơn giản. B. Flexibility, sự linh hoạt, tính linh hoạt. C. Openness, tính mở rộng. Và đáp án ở đây sẽ là A. Simplicity, sự đơn giản. Number 4. One of the reasons why the vocabulary of English is open is that it has. Một trong những lý do tại sao từ ngữ của tiếng Anh là mở rộng là bởi vì nó A. A lot of words, có nhiều từ. B. Many varieties, nó có nhiều loại khác nhau. Và C. Borrowed many words, nó vay mượn nhiều từ. Thì ở đây đáp án của chúng ta sẽ là yes, C. It has borrowed many words. Bởi vì tiếng Anh đã vay mượn rất là nhiều từ khác từ các ngôn ngữ khác nhau. Number five, some English verbs are the nouns or adjectives. Một số động từ tiếng Anh thì như thế nào với danh từ và tính từ của nó?
A. Very different from, rất là khác với. B. The same as, giống với. C. Trend according to, được thay đổi từ. Thì đáp án của chúng ta sẽ là B. The same as. Bởi vì ở trong đoạn hội thoại, bạn Mai và thầy giáo có nói là tôi nghĩ một từ subject có thể vận hành như là một danh từ, động từ và tính từ. Và thầy giáo nói rằng một cùng một từ có thể đóng nhiều vai trò khác nhau trong một câu. Vậy thì câu 5 này chúng ta sẽ chọn là động từ. Đôi khi một số từ tiếng Anh có động từ là giống với danh từ và tính từ. Very good. Now, move to the task number 2. Match the words or phrase in column A with the definitions in column B. Các em hãy nối các từ hoặc cụm từ ở cột A với các định nghĩa ở cột B. Chúng ta có tổng cộng là 5 từ khác nhau. Number 1. First language. First language có nghĩa là ngôn ngữ đầu tiên. Ngôn ngữ đầu tiên. First language is the language that you learn to speak from birth. Ngôn ngữ đầu tiên là ngôn ngữ chúng ta học từ khi sinh ra. Number 2. Second language. Ngôn ngữ thứ hai. It means a language that you learn to speak well and that you use for work or at school, but that is not the language you learn first at home. Ngôn ngữ thứ hai là ngôn ngữ chúng ta học tốt, thành thạo để sử dụng trong công việc hoặc là học tập, nhưng đó không phải là ngôn ngữ đầu tiên chúng ta học ở quê nhà. Number 3. Official language. Ngôn ngữ chính thức. Official language. This language is generally used in the government, public administration, law and the education system. Ngôn ngữ chính thức là ngôn ngữ thường được sử dụng trong chính phủ, các cơ quan nhà nước, hệ thống luật và hệ thống giáo dục. Number 4. Accent. Giọng điệu. Accent is a way of pronouncing the words of a language that show which country or an area a person comes from. Giọng điệu, đó là cách phát âm của một từ. Nhờ cách phát âm này mà người ta có thể nhận ra bạn đến được từ quốc gia nào hoặc là khu vực nào. Number 5. Dialect. Dialect là từ địa phương. Từ địa phương. This is a regional form of a language in which some words or grammar differ slightly from standard form of the same language. Từ địa phương là một số từ. Từ địa phương là hình thức ngôn ngữ được sử dụng ở một địa phương. Trong đó có một số từ và ngữ pháp khác, hơi khác so với hình thức tiêu chuẩn của ngôn ngữ đó. Thì ở đây các bạn phân biệt cho cô giữa ba các ngôn ngữ chính, đó là ngôn ngữ thứ nhất, ngôn ngữ thứ hai và ngôn ngữ chính thức. Thì ở đây chúng ta có ngôn ngữ thứ nhất là ngôn ngữ chúng ta học từ khi mới sinh ra. Ngôn ngữ thứ hai là ngôn ngữ mà chúng ta học để phục vụ cho công việc, làm việc hoặc là học tập. Thì ở Việt Nam chúng ta tiếng Anh được coi như là ngôn ngữ thứ hai. Bây giờ chúng ta ôn lại các từ này một lần nữa nhé. First language, ngôn ngữ đầu tiên. Second language, ngôn ngữ thứ hai. Official language, ngôn ngữ chính thức. Dialect, dialect là tiếng địa phương. Accent, giọng điệu. Accent, giọng điệu. Now, let's move on to task number 3. Match the beginning of each sentences from 1 to 6 to its ending A to F. Bây giờ em hãy nối
Ở đây chúng ta có từ immigration. Immigration có nghĩa là sự nhập cư. Immigration. Immigration. English is F. English is used as a first language in at least 35 countries around the world. Tiếng Anh được sử dụng như ngôn ngữ đầu tiên ở ít nhất 75 quốc gia quanh thế giới. Number 2. The British Council estimates that about 375 million people speak. Câu này chúng ta sẽ nói với C. People speak English regularly as a second language. Hội đồng Anh ước tính rằng có khoảng 375.000 người, 375 triệu người nói tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai. Number 3. At present, over a billion people are. Hiện tại có hơn 1 tỷ người are learning English worldwide. Có hơn 1 tỷ người học tiếng Anh trên thế giới. Number 4. Immigration, new technologies, popular culture, and even world health all contribute to the growth of English. Sự nhập cư, khoa học công nghệ mới, công nghệ mới, các nền văn hóa phổ biến và thậm chí là chiến tranh đã có những cái đóng góp đến sự phát triển của tiếng Anh. Number 5. Nowadays, there are many varieties of English all over the world, such as British English, American English, Australian English, Indian English. Ngày nay có nhiều loại tiếng Anh khác nhau trên toàn thế giới, như là tiếng Anh Anh, tiếng Anh của người Mỹ, tiếng Anh Úc và tiếng Anh của người Ấn Độ. Number 6. There are many differences in accents and dialects between varieties of English. Có rất nhiều sự khác nhau giữa giọng điệu từ địa phương và giữa các ngôn ngữ hay các loại tiếng Anh. Chỉ các loại ngôn ngữ Anh. Thì câu này chúng ta sẽ nói với D. Though all can be understood more or less by speakers of other varieties. Mặc dù vậy, tất cả những từ này có thể được hiểu nhiều hơn hoặc ít hơn bởi những người nói các loại tiếng Anh khác nhau. Now, number 4. Work in pairs. Ask and answer the questions about English language using the information from tree. Bây giờ em không thể làm việc theo cặp, vì vậy chúng ta có thể tự mình sáng tạo ra một đoạn hội thoại, hỏi và trả lời các câu hỏi về ngôn ngữ Anh. Chúng ta có thể sử dụng các thông tin trong bài tập số 3. Example. Ví dụ, chúng ta có thể hỏi là how many countries around the world using English as their first language? Có bao nhiêu quốc gia trên thế giới sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ đầu tiên? Thì câu trả lời sẽ là at least 75 countries. Đó, tương tự, cô có những các ví dụ sau. How many people speak English regularly as a second language? The British Council estimates that about 375 million people.
How many people are learning English worldwide? At present, over 1 billion people are. And the last one, what are the varieties of English on over the world? There are British English, American English, Australian English, Indian English, and so on. Các em hãy cố gắng luyện tập thêm bài tập này ở nhà nhé. Bài học này đã cung cấp cho các em một số từ vựng liên quan tới chủ đề ngôn ngữ, việc sử dụng và việc học ngôn ngữ. Và qua bài học này, các em cũng biết cách đọc và nghe các đoạn hội thoại để tìm các thông tin chi tiết về chủ đề tiếng Anh trên thế giới. Bài tập về nhà của em ngày hôm nay là học thuộc lòng các từ vựng, tìm thêm các danh từ được thành lập và cách thêm các hậu tố và net và it vào các ứng từ. Các em hãy làm bài tập trong sách bài tập và chuẩn bị cho cô bài mới. Unit 9, A Closer Look 1. Xin chào và hẹn gặp lại.